Quý vị đang theo dõi chương trình Bữa sáng doanh nhân phát sóng trên kênh STTV8. Chương trình ngày hôm nay gồm những nội dung đáng chú ý sau. Còn 7.200 tỷ đồng cần giải ngân cho cao tốc Bắc Nam trong năm 2022. Gần 150.000 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Thị trường bất động sản đến năm 2023 sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực. Hungary tuyên bố sẽ không đàm phán trừng phạt năng lượng Nga. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với những thông tin về thời tiết và sự kiện văn hóa giải trí đáng chú ý trong ngày hôm nay. Xin kính chào quý vị khán giả của Bữa sáng doanh nhân. Mở đầu chúng tôi xin điểm qua tình hình thời tiết nổi bật ngày hôm nay. Thưa quý vị, dự báo khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ ngày hôm nay sẽ có mưa rào và dông rải rác. Hai khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ tại một số thành phố lớn như sau. Thủ đô Hà Nội mức nhiệt vào khoảng 26 cho tới 35 độ C, thành phố Đà Nẵng là 25 cho tới 33 độ C, thành phố Cao Nguyên Đà Lạt mức nhiệt là 20 cho đến 28 độ C và thành phố Hồ Chí Minh nền nhiệt là 26 đến 32 độ C. Tiếp theo sẽ là chùm tin văn hóa giải trí nổi bật. Nằm ở làng Astrid trên đảo Thasos của Hy Lạp, Giola là vũng biển Giola tự nhiên tuyệt đẹp giống như một hồ bơi được tạo trong đá. Vũng Giola dài khoảng 20m và rộng hơn 15m. Đặc biệt với thế đá tự nhiên dốc thoai thoải hướng ra biển, thành của bể bơi đá này có chỗ cao tới 8m, rất lý tưởng cho du khách thích thử chút cảm giác nhảy và lặn xuống làn nước trong vắt từ trên cao. Hồ bơi tự nhiên độc đáo này đã trở thành một điểm du lịch hấp dẫn nổi tiếng, thu hút hàng nghìn du khách trong nước và quốc tế tìm đến hàng năm để bơi lội và chụp ảnh. Tuy để tới được nơi này, du khách phải đi bộ khá lâu và đường trèo xuống cũng không đơn giản, nhưng cực kỳ xứng đáng để bỏ công. Sáng ngày 29 tháng 8 theo giờ Việt Nam, lễ trao giải MTV VMAs 2022 đã chính thức diễn ra trong sự theo dõi của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Bên cạnh các ngôi sao US, UK, sự kiện lần này cũng có sự xuất hiện của những nghệ sĩ K-pop đình đám như BTS và Blackpink, nên càng thu hút được sự quan tâm từ truyền thông. Đáng chú ý, Lisa của Blackpink đã chiến thắng tại hạng mục Best K-pop Video, trở thành nữ nghệ sĩ K-pop solo đầu tiên thắng giải tại MTV VMAs 2022. Có thể nói Lisa Blackpink là một trong những cái tên khuynh đảo đường đua K-pop năm cuối năm 2021 vừa qua. Với sản phẩm debut solo Larissa, album lẫn hai ca khúc trong đó của Lisa vẫn đang oanh tạc mạnh mẽ trên các bảng xếp hạng lẫn nhiều thành tích dữ dội cho đến hiện tại. Phim Big Mouth do Lee Jong-suk và Juna đóng chính đang giành được sự quan tâm của nhiều khán giả. Big Mouth phát sóng tập đầu tiên vào ngày 29 tháng 7. Theo thống kê của trang Nielsen của Hàn Quốc, bộ phim đạt tỷ suất 11,2% vào ngày 19 tháng 8 và 10,3% vào ngày 20 tháng 8. Tháng 1 năm nay, bộ phim The Red Sleeve chiếu trên đài MBC với sự tham gia của Lee Jun-ho đã đạt mức rating cao nhất là 17,4%. Tuy nhiên, các bộ phim truyền hình tiếp theo như Tomorrow do Kim Hee-sun đóng chính và Doctor Rio do Seo Ji-sat thủ vai chỉ đạt mức từ 2 đến 3% và 6 đến 7%. Do đó thành tích của Big Mouth đã vực dậy kênh MBC. Big Mouth đánh dấu sự trở lại màn ảnh nhỏ của Lee Jong-suk kể từ dự án phim truyền hình Romance is a Bonus Book của đài TVN lên sóng vào năm 2019. Nữ chính Juna cũng thu hút sự chú ý lần đầu tiên khi đảm nhận vai một người phụ nữ đã có gia đình trên màn ảnh. Cô đóng vai Go Mi-ho, vợ của Park Chang-ho. Ngay sau đây sẽ là những thông tin đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi. Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công giải ngân hết số vốn đầu tư công bố trí cho dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 2017-2020 trong năm 2022. Bộ Giao thông Vận tải cho biết tính từ đầu năm đến nay, lũy kế giải ngân tại dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 mới đạt 55,16%, tương đương với 8.945 tỷ đồng trong tổng số 16.216 tỷ đồng phải giải ngân trong năm 2022. Xác định từ nay tới cuối năm, khối lượng giải ngân của dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 tương đối lớn, khoảng 7.270 tỷ đồng. Trong khi mùa mưa bão đang đến gần, lãnh đạo vụ kế hoạch và đầu tư đề nghị các chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chỉ đạo nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, lũy kế sản lượng làm cơ sở giải ngân theo đúng kế hoạch. Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 8, cả nước có 11.900 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 106,9% so với cùng kỳ năm trước. Cả nước còn gần 6.500 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và tăng 177,8% so với tháng trước và tăng 67,1% so với cùng kỳ năm 2021.
Tính chung 8 tháng năm 2022, cả nước có 149.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân mỗi tháng có 18.700 doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Trong chiều ngược lại, thì số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường sau 8 tháng đầu năm là 104.300 doanh nghiệp, bình quân mỗi tháng có 13.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Trong 8 tháng đầu năm, kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt gần 500 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng xuất khẩu chính nhìn chung đều tăng trưởng tốt, ngoại trừ mặt hàng rau quả giảm 13,8% so với cùng kỳ năm 2021. Đà giảm này xuất phát chủ yếu từ thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc giảm nhập khẩu do chính sách Zero Covid, khiến cho việc giao thương gặp khó khăn. Cũng trong 8 tháng, thương mại song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc đạt 116 tỷ đô la Mỹ, trong đó Việt Nam nhập siêu từ thị trường này 47,8 tỷ đô la Mỹ. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ra quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam đối với 30 loại thuốc. Lý do thu hồi do cơ sở sản xuất hoặc cơ sở đăng ký thuốc, nguyên liệu làm thuốc đề nghị thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam. Trong 30 loại thuốc bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam, này chủ yếu được sản xuất ở Hàn Quốc 16 trên 30 loại. Đức, Pháp, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Singapore. Danh sách này gồm các loại thuốc làm giảm triệu chứng trong điều trị hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, thuốc sát trùng quanh mắt trước khi phẫu thuật. Cục Quản lý Dược cho biết các loại thuốc được sản xuất trước ngày quyết định có hiệu lực từ ngày 26 tháng 8 và đã nhập khẩu vào Việt Nam hoặc thuốc nước ngoài nhập khẩu trong trường hợp được giao hàng tại cảng đi nước ngoài xuất khẩu trước ngày quyết định có hiệu lực tiếp tục được phép lưu hành đến khi hết hạn dùng. Bộ Công Thương vừa có quyết định về lượng và thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá năm 2022. Cụ thể, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường mã HS17.01 phân giao theo phương thức đấu giá năm 2022 là 113.000 tấn. Trong đó, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô là 79.000 tấn, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện là 34.000 tấn. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, giá đường của Thái Lan thấp hơn 11% so với giá đường của Việt Nam, tạo điều kiện cho đường của Thái Lan chiếm lĩnh thị trường Việt Nam trong 6 tháng đầu năm nay. Việc áp thuế suất 47,6% đối với đường nhập khẩu từ Thái Lan và các nước ASEAN khác sẽ nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành mía đường Việt Nam. SSI Research ước tính giá đường nhập khẩu sẽ tăng lên 22.000 đồng 1 kg sau khi được tính thuế đầy đủ. Đơn vị này cũng kỳ vọng giá đường trong nước sẽ tăng tương đương với giá đường nhập khẩu do nguồn cung trong nước thiếu hụt trong thời gian tới. Giá đường trong nước được dự đoán sẽ tăng lên mức là 19.000 đồng đến 20.000 đồng 1 kg vào cuối năm 2022 và tăng 10% so với giá đường của hiện tại. Theo Bộ Giao thông Vận tải, giá cước taxi trong tháng 8 đã giảm từ 6 đến 12%, giá vé xe khách giảm từ 5 đến 14%, giá cước vận tải đường sắt giảm từ 3 đến 5%. Với hàng không, các hãng bán vé nhiều mức trong không giá và con đường thủy nội địa thì không có sự điều chỉnh giá cước. Cũng theo đơn vị này thì sản lượng vận tải hành khách trong tháng 8 tăng do nhu cầu đi lại của người dân tăng mạnh. Và riêng trong ngành hàng không, sản lượng ước đạt 11,5 triệu hành khách, tăng 473% so với cùng kỳ năm ngoái. Chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật. Theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải, các sân bay sẽ phải đầu tư hệ thống thu phí không dừng ETC để phương tiện đi lại thông suốt, tránh tình trạng ùn tắc. Cùng với đó, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV được yêu cầu đầu tư thêm hệ thống camera khu vực trước sân bay và tăng cường kiểm tra xử lý xe dừng đỗ sai quy định. 8 tháng vừa qua thì hàng không Việt Nam có sự phục hồi nhanh chóng, tuy nhiên tình trạng chậm hủy chuyến bay của các hãng hàng không trong nước lại gia tăng. Việc ùn ứ hành khách khu vực soi chiếu an ninh, chậm giải tỏa hành khách, hàng hóa sau khi tàu bay hạ cánh là những điểm nghẽn gây bức xúc cho người dân. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tình trạng tàu cá và ngư dân khai thác bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định còn diễn ra phổ biến phức tạp trên các vùng biển. Nghiêm trọng hơn, nhiều tàu cá của Việt Nam vẫn vi phạm khai thác IUU, đặc biệt trong bối cảnh thẻ vàng của Ủy ban châu Âu đối với sản phẩm thủy sản khai thác của Việt Nam vẫn chưa được tháo gỡ. Bộ đã đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khẩn trương sớm quyết định thành lập tổ chức kiểm ngư trên cơ sở yêu cầu bảo vệ nguồn lợi thủy sản và nguồn lực của địa phương nhằm sớm đảm bảo các hoạt động và gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC. Hội đồng Vận tải Thế giới công bố bảng xếp hạng 49 cảng container bận rộn nhất thế giới. Đáng chú ý trong danh sách của hội đồng có sự góp mặt của hai cảng là Sài Gòn và Hải Phòng. Trong đó, cảng Sài Gòn đứng ở vị trí thứ 26 với lưu lượng hàng hóa tăng theo từng năm. Lưu lượng hàng hóa qua cảng đạt 5,99 triệu TEUs vào năm 2016 và tăng lên 7,2 triệu TEUs vào năm 2020. Cùng với thứ hạng trên, cảng biển này nằm trong top 6 cảng biển sầm uất nhất Đông Nam Á.
Nghị định 31 về hỗ trợ lãi suất 2% từ ngân sách nhà nước đối với các khoản cho vay của doanh nghiệp hợp tác xã hộ kinh doanh đã được chính phủ ban hành từ tháng 5 năm nay. Nhiều ngân hàng thương mại cho rằng cần phải làm rõ và cụ thể hơn các tiêu chí hỗ trợ của gói hỗ trợ lãi suất này. Một trong những điều kiện để khách hàng áp dụng chương trình hỗ trợ lãi suất của chính phủ là có khả năng phục hồi. Tuy nhiên, Nghị định 31 cũng như Thông tư 03 không có hướng dẫn và đánh giá cụ thể về điều kiện này. Chính vì thời gian hỗ trợ lãi suất rất dài, đánh giá khả năng phục hồi như thế nào chưa có hướng dẫn để triển khai cho tất cả các ngân hàng sẽ dẫn đến việc mỗi ngân hàng áp dụng một hệ điều kiện khác nhau. Bên cạnh đó, quy định các hộ kinh doanh phải có giấy đăng ký kinh doanh thì mới được vay vốn cũng cần phải được tháo gỡ. Ngoài ra cũng cần phải xem xét tháo gỡ vướng mắc về thủ tục kinh doanh cho các hộ không đăng ký kinh doanh theo quy định. Ghi nhận ý kiến đóng góp và các giải pháp được đề xuất, Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành liên quan nhằm tháo gỡ kịp thời, và quan điểm của cơ quan này là ưu tiên chất lượng tín dụng, hỗ trợ đúng và trúng đối tượng chứ không vội vã chạy theo tiến độ giải ngân gói hỗ trợ 2% lãi suất này. Theo báo cáo triển vọng ngành ngân hàng 6 tháng cuối năm của Vingroup, tín dụng tăng mạnh trong nửa đầu năm. Tuy nhiên, thì tỷ lệ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận của cả năm 2022 của ngành mới chỉ mức bình quân là 51,5%, trong đó thì lợi nhuận sau thuế của 27 ngân hàng niêm yết giảm 7,3% so với quý trước. Nguyên nhân chính do thu nhập ngoài lãi giảm 9,8%. Tính đến ngày 30 tháng 6, tỷ tín dụng của 27 ngân hàng niêm yết tăng 10,1% so với đầu năm, cao hơn mức 7,3% của năm 2021 và 4,2% của năm 2020 nhờ tín dụng phục hồi sau dịch COVID-19 và nền thấp của năm 2021. Tính riêng quý 2 thì dư nợ cho vay khách hàng tăng 3,6% so với quý trước, trong khi trái phiếu doanh nghiệp giảm 7,4% so với quý trước. Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam VSD đã công bố quyết định liên quan đến hai quy chế mới nhằm đáp ứng việc rút ngắn thời gian thanh toán giao dịch chứng khoán, cổ phiếu, chứng chỉ quỹ, chứng quyền có bảo đảm. Như vậy thì nhà đầu tư có giao dịch mua bán chứng khoán ngày 25 tháng 8 ngày T+0 sẽ nhận được chứng khoán tiền để có thể thực hiện giao dịch phiên chiều ngày 29 tháng 8 thay vì từ sáng ngày 30 tháng 8 như trước đây. Đáng chú ý thì trong phiên ngày 24 và ngày 25 tháng 8 thì tổng giá trị giao dịch đạt hơn 1,4 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị giao dịch là 35.967 tỷ đồng, gấp đôi so với giá trị giao dịch bình quân của thị trường trong 3 tháng qua. Nhìn lại 2 năm vừa qua, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dòng tiền đổ vào chứng khoán bất động sản tăng mạnh, trong khi đó thì hoạt động kinh doanh, sản xuất bị ngừng trệ. Điều này đã dẫn đến giá bất động sản khắp nơi tăng nóng. Tuy nhiên thì trong 6 tháng đầu năm 2022, thị trường bất động sản có dấu hiệu chững lại, thanh khoản sụt giảm. Nhận định về thị trường bất động sản thì trong thời gian tới, các chuyên gia cho rằng thị trường đến năm 2023 sẽ có nhiều dấu hiệu tích cực bởi khả năng pháp lý được tháo gỡ là cao. Thứ hai, về tín dụng, từ giờ đến cuối năm vẫn có đợt tín dụng mới cho các dự án tốt. Đến năm 2023 sẽ có dùng tín dụng mới và tín dụng đang có những điểm sáng trong thời gian tới. Nhà máy nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 do Công ty trách nhiệm hữu hạn điện Nghi Sơn 2 làm chủ đầu tư đã chính thức vận hành thương mại. Nhà máy được khởi công vào tháng 7 năm 2018, tổng mức đầu tư gần 2,8 tỷ đô la Mỹ. Dự án được đầu tư theo hình thức xây dựng vận hành chuyển giao và được bàn giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam sau 25 năm. Lễ Quốc khánh năm nay trùng với kỳ nghỉ cuối tuần, người dân được nghỉ 4 ngày, do đó nhu cầu đi lại tham quan nghỉ dưỡng, thăm thân dự báo sẽ tăng cao. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị vận tải hành khách niêm yết giá vé trên xe theo quy định, không tùy tiện tăng khi chưa được phê duyệt. Các đơn vị vận tải đều chủ động xây dựng phương án tăng chuyến, tăng chỗ nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát vé. Giá các vé của các nhà xe phải cam kết so với bến xe không thu tiền cao hơn giá vé và không chở quá số ghế đã quy định. Nếu tăng giá, phải gửi đăng ký trước dịp nghỉ lễ. Các bến phải phối hợp với lực lượng chức năng ngăn chặn, cấm xuất bến trong các trường hợp xe vận chuyển hàng cấm, chở quá số người, lái, phụ xe, sử dụng chất kích thích, đảm bảo an toàn phục vụ tốt nhất cho nhu cầu đi lại của người dân. Trong lúc giá năng lượng ở châu Âu tăng vọt thì Nga được xem là có thể đang đốt bỏ lượng lớn khí đốt mỗi ngày tại một nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng gần biên giới với Phần Lan. Theo BBC News, các chuyên gia cho biết một nhà máy khí tự nhiên hóa lỏng LNG mới tại Potovaya nằm ở phía tây bắc thành phố Saint Petersburg, gần biên giới với Phần Lan, đang đốt lượng khí đốt khoảng 4,34 triệu mét khối, ước tính trị giá lên đến 10 triệu đô la Mỹ mỗi ngày, và cho rằng trước đây lượng khí đốt này vốn được xuất khẩu sang Đức. Các công dân Phần Lan sống gần biên giới hai nước là những người đầu tiên phát hiện ngọn lửa khổng lồ ở bên trong lãnh thổ Nga từ đầu mùa hè này. Vùng Potovaya có một trạm nén nằm ở đầu đường ống Nord Stream 1 làm nhiệm vụ dẫn khí đốt đến Đức, nguồn cung cấp
thông qua đường ống trên đã bị cắt giảm kể từ giữa tháng 7, nhưng kể từ tháng 6, nhiều nhà nghiên cứu đã ghi nhận lượng nhiệt gia tăng đáng kể tỏa ra từ cơ sở này, được cho là kết quả của quá trình đốt cháy khí đốt tự nhiên. Ngoại trưởng Hungary cho biết Budapest từ chối đàm phán thêm bất kỳ hạn chế nào của Liên minh châu EU nhắm vào năng lượng Nga vì không có giải pháp thay thế hiện tại cho nguồn cung từ Moscow. Ngoại trưởng Hungary tuyên bố sẽ không đàm phán trừng phạt năng lượng Nga vì nguồn cung cấp năng lượng từ Nga là không thể thay thế trong tương lai gần. Ngoại trưởng Hungary nói thêm rằng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga là một trong những yếu tố thúc đẩy lạm phát và góp phần vào suy thoái toàn cầu. Tháng trước, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán nói rằng châu Âu đã tự bắn vào phổi mình bằng các biện pháp trừng phạt không được cân nhắc kỹ lưỡng nhằm vào Nga. Các chuyên gia môi trường của Cuba và Mỹ đã thảo luận trực tuyến về công tác phục hồi những khu vực bị ảnh hưởng bởi vụ hỏa hoạn xảy ra tại kho chứa nhiên liệu lớn nhất quốc đảo Caribe vào ngày 5 tháng 8 vừa qua. Chính phủ Cuba cho biết chuyên gia môi trường của cả Cuba và Mỹ đã thảo luận các phương thức hợp tác khả thi nhằm khôi phục những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau vụ hỏa hoạn tại kho chứa nhiên liệu bên vịnh Matanzas, vụ hỏa hoạn chưa từng có trong lịch sử Cuba và được coi là thảm họa công nghiệp có nguồn gốc tự nhiên lớn nhất từ trước tới nay tại đảo quốc này, đã khiến 16 người thiệt mạng và 146 người bị thương. Ngoài việc đưa ra thông tin về các công tác mà đảo quốc Caribe đã và đang triển khai kể từ khi chính thức dập tắt vụ hỏa hoạn, thì phía Cuba cũng đề nghị các chuyên gia của cơ quan bảo vệ môi trường Mỹ EPA đưa ra ý kiến đánh giá về những công tác này cũng như nhận định về khả năng tiếp cận những kỹ thuật và quy trình tiên tiến nhất của EPA và các đơn vị liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ hoặc xử lý thảm họa. Tiếp theo chương trình là những thông tin về công nghệ đáng chú ý. Giới kinh doanh sản phẩm Apple cho biết những tin đồn về Apple Store có thể mở ở Việt Nam không mới, nhưng gần đây có nhiều tín hiệu cho thấy nó sẽ sớm trở thành hiện thực, khi hãng này đã có nhiều lần khảo sát vị trí tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Trong khu vực Đông Nam Á, Việt Nam đang được đánh giá là thị trường tiềm năng tiếp theo có thể mở Apple Store sau Thái Lan và Singapore. Theo các chuyên gia, điểm quan trọng để Apple xem xét là Việt Nam có tốc độ tăng trưởng doanh số rất tốt, cao hàng đầu trong khu vực ở thời điểm hiện tại, tỷ lệ người dùng Apple cũng ở mức rất cao. Theo LifeMint, Adidas RPG Second SOL đi kèm trình điều khiển động 45mm có giải tần đáp ứng 20-20.000Hz, xếp hàng độ nhạy 105dB và trở kháng 320. Tay nghe trang bị micro và một núm điều khiển cho phép người dùng bật, tắt, phát, tạm dừng, phát lại và ghép nối các thiết bị, bao gồm cả chỉ báo trạng thái bằng ánh sáng. Adidas RVT Second SOL có tấm năng lượng mặt trời ở trên cùng do công ty Exeger có trụ sở tại Thụy Điển sản xuất. Tấm năng lượng mặt trời này cho phép thiết bị tự sạc khi tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Adidas tuyên bố tai nghe RVT Second SOL có thể cung cấp thời lượng pin phát lên tới 80 giờ cho một lần sạc với khả năng sạc được thực hiện thông qua USB-C. Để kết thúc chương trình bữa sáng doanh nhân hôm nay, mời quý vị cùng đến với chuyên mục cuốn sách mỗi ngày. Bạn là ai? Bạn được sinh ra với sứ mệnh gì? Bạn sẽ đạt được những gì khi rời bỏ thế giới này? Nếu bạn có trong tay cây đèn thần của Aladdin và cây thần đèn đó có thể biến tất cả ước mơ của bạn thành hiện thực, thì bạn sẽ mong ước điều gì? Cho dù bạn mong ước điều gì, thì chắc chắn điều đó sẽ là những ước mơ cao đẹp mà bạn hằng mong mỏi. Cuốn sách mà chúng tôi sẽ giới thiệu ngay sau đây sẽ giúp bạn có thể đạt được những gì mà mình mơ ước. Những bước đơn giản đến ước mơ của Stephen K. Scott chính là quyển sách chứa đựng những bí quyết của bạn cần để biến ước mơ của mình thành hiện thực, đã được chứng minh qua các thời gian bởi chính tác giả và những người thành công nhất trên thế giới. Cho dù bạn là ai, một sinh viên mới ra trường hay một giám đốc công ty đa quốc gia, bạn cũng có thể dễ dàng áp dụng được quy trình hiện thực hóa ước mơ của Stephen K. Scott. Những điều mà ông chia sẻ một cách cụ thể và rõ ràng trong quyển sách này để đạt được những mức độ thành công mà bạn chưa bao giờ mơ tới. Thực tế và cực kỳ gần gũi với đời sống thường ngày của chúng ta, những hướng dẫn trong cuốn sách Những bước đơn giản đến ước mơ sẽ giúp bạn biến ước mơ của mình thành hiện thực. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng quay trở lại với MC chính của bữa sáng doanh nhân. Chuyên mục cuốn sách mỗi ngày cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.